Trong video này mình sẽ giới thiệu cho bạn về khái niệm tích phân xác định Mình sẽ ghi nó ra ở đây Và đối với tích phân xác định và đạo hàm Đây là một trong những trụ cột của phép giải tích Dần dần chúng ta sẽ thấy những khái niệm này đều liên hệ với nhau Chúng ta sẽ nhận ra rõ hơn trong các bài học sau Đồng thời chúng ta sẽ hiểu rõ tường tận hơn Kể cả về nguồn gốc của khái niệm tích phân xác định Thế nên để mình vẽ ra một số hàm số ở đây và chúng mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về diện tích bên dưới đường cong. Mình sẽ vẽ hệ trục tọa độ ở đây. Mình có trục y và đây là trục x của mình. Mình sẽ vẽ hai trường hợp. Vậy đây là trục y và trục x của mình. Và hãy cho là mình có hàm số ở đây. Nên đây sẽ là f của x. Sau đó mình sẽ cho x bằng với a để mình vẽ ra một đường thẳng đi lên như thế này và hãy cho x bằng b ở đây và cứ như thế và điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây là diện tích phần bên dưới đồ thị phía dưới đồ thị của y bằng f của x phía trên của trục tọa độ x và nằm giữa hai ranh giới giữa x bằng a và x bằng b chính là phần diện tích ở đây và bạn cũng có được cái nhìn tổng quan Chúng ta chưa quen với việc tìm diện tích đối với trường hợp có ranh giới hoặc với những bài toán ta sẽ gặp sau này với nhiều ranh giới là đường cong. Nhưng đây là một trong những điểm mạnh của tích phân xác định và đồng thời là điểm mạnh của phép tính tích phân. Vậy nên ký hiệu cho phần diện tích ngay đây sẽ là tích phân xác định. Ở đây chúng ta sẽ có ranh giới bên dưới tại x bằng A, mình sẽ ghi nó ở đây, và chúng ta sẽ có ranh giới trên tại x bằng B. Ngay đây, chúng ta sẽ lấy phần diện tích ngay dưới F của x f của x và tiếp đến dx. Sau này chúng ta sẽ, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu tổng Riemann, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn ký hiệu này từ đâu mà có. Nó thực sự bắt nguồn từ Leibniz, một trong những nhà sáng lập nên phép giải tích đây được biết đến như là ký hiệu summa. Nhưng đối với video này, bạn chỉ cần hiểu nó biểu thị cho điều gì. Ký hiệu này ngay đây, nó thể hiện diện tích phần bên dưới f của x. Ở giữa x bằng a và x bằng b, Vậy nên giá trị này và biểu thức này nên giống nhau.